Hồi ức lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Ngày 28 tháng 8 năm 1978, một lần nữa lại là anh lính bộ binh, nhưng lần này khởi đầu chỉ với cấp bậc binh nhì. Đời binh nghiệp của tôi có duyên với bộ binh hay sao ấy, và tôi cảm thấy có một chút tự hào khi với thân phận một trinh nhân đang cùng bạn bè và có những chàng trai mặt còn lông tơ vừa xếp bút nghiên đã ghi lời thề trên báng súng với chí trai bốn hướng tung hoành, tất cả đang lên đường ra mặt trận để làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đoàn con voi lao nhanh về phía trước, quân trường dưới núi Thị Vải xa dần, bỏ lại 3 tháng huấn luyện thực binh. 12 giờ trưa đến thị xã Tây Ninh, đoàn xe dừng lại nghỉ để bộ đội dùng bữa trưa. Có chuẩn bị cơm nắm nhưng mình không ăn, trong túi còn ít tiền. Tôi rủ thằng Dũng và thằng Hùng vào chợ ăn hủ tiếu ba tàu, và mỗi thằng uống một chai nước cam đỏ. Hủ tiếu không hấp dẫn lắm nhưng vẫn ngon hơn cái cơm mắm mình đeo tòng ten bên hông. Lúc về tôi mua thêm 10 cái bánh đa da lợn cho cả tiểu đội. 13:30, đơn vị tiếp tục hành quân. Mình không kịp vào thăm ông Mười, là em út của bà nội và cô Tư. Xe vòng theo dưới chân núi Bà Đen, đường bắt đầu xấu dần, bụi đỏ tung mù mịt. 15:30 đến xã Cà Tum, dừng lại ở binh trạm của sư đoàn 303 để thiếu tá trung đoàn trưởng Lê Công Hoàng cùng các sĩ quan tham mưu vào gặp chỉ huy sư đoàn nhận nhiệm vụ. Đại đội K21 trinh sát của trung đoàn đã có mặt ở đây trước hơn 2 tuần. 16:30, đơn vị tiếp tục hành quân. Con lộ dã chiến mới được mở bằng đôi tay trần của lực lượng thanh niên xung phong và công binh quân khu 7, không được bằng phẳng cho lắm. Với tốc độ 5-6 km/h, ngồi trên xe mà cứ ngỡ như pilot lái F5 đang biểu diễn nhào lộn. Đang đi thì đoàn xe phải nép lại bên đường để nhường cho hai chiếc vận tải Hồng Hà đang đi ngược chiều. Chiếc đi đầu kéo theo khẩu pháo 155 ly đầu bạc, chiếc thứ hai chạy nhẹ nhàng hơn. Trên thùng xe phủ kín một vài nhánh cây như để ngụy trang. Những cành lá còn tươi nguyên đang che mát cho những tử sĩ đang nghỉ ngơi ở trên xe. Một thứ mùi đặc trưng nặng mùi bốc lên khi xe chạy ngang qua làm mình choáng một chút, nhưng không sao, ít nhiều cũng đã quen rồi. Đám lính trẻ lập tức xôn xao. Lính mình tử trận à? Bộ đội hy sinh ngoài mặt trận chứ gì nữa. Và ngay sau đó có ngay những bộ mặt đăm chiêu, thậm chí tái màu như cá lia thia thua độ. Nét hào hùng của những người lính trẻ trên đường ra trận mạc, của những anh chàng to mồm nhất, giờ cũng đâu mất tiêu. Sau cái màn giật gân ấy, cái không khí im ắng như bao trùm lên cả đại đội 3 mới cắt chỉ của mình. Còn lại là tiếng động cơ gào rú giữa hai bên là rừng rậm. Những chiếc xe như những con bò mộng chở đầy, đang gầm gừ từng bước, ngả nghiêng bánh xe thì xoay tít trên lớp bùn nhầy 40-50 cm. Đơn vị đã vượt qua biên giới vào sâu trong đất Campuchia 10 km, đến địa phận xã Khanon Kapua, Memut, Công Bông Tràm. Đoàn xe bắt đầu trường lên trên lộ 7 tiến về hướng Sanun. Đường tuy nhỏ nhưng trải nhựa nên xe chạy khá êm. Hai bên là đồn điền cao su lá màu xanh thẳm. Khi mặt trời ngã về hướng tây vàng vọt, yếu dần, báo hiệu một ngày sắp kết thúc. 18:30, đoàn con voi đến ấp Kha Chay, cách Memut 9 km, thì đồng loạt đổ quân. Đại đội 1 và đại đội 2 được mệnh lệnh tiến về phía trước hơn một cây số và đóng quân hai bên của trục lộ 7. Ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội hỏa lực đóng quân cập lộ. Riêng đại đội 3 tiến về phía đông và hạ trại cách tiểu đoàn hơn 300 m. Nơi đóng quân của đại đội là những ngôi nhà của đồn điền bằng gỗ lợp ngói
đầy mạng nhện, với những màu loang lổ, vàng úa, ám khói, trông càng dơ bẩn và hoang phế. Đêm xuống thật nhanh, mình và Hùng được phân công nấu cơm cho cả tiểu đội, còn lại tất cả phải lo đào công sự dã chiến. Cơm nước xong, ngoài người gác theo sự sắp xếp của anh Hạ Sĩ Hưng, tiểu đội trưởng, anh em còn lại được nghỉ ngơi. Đêm đầu tiên của cuộc chiến trên đất Chùa Tháp là như vậy. Khi tôi đặt lưng xuống là hết biết trời đất gì nữa. Ngày 30 tháng 8 năm 1978, 8 giờ 30 sáng, đại đội được lệnh hành quân tiến lên phía trước với đoạn đường hơn 4 km của lộ 7. Bắt đầu cuộc đời làm lính bộ binh thật sự đây. Khinh binh như mình được trang bị bao gồm một AK và 240 viên đạn, hai lựu đạn M67, hai quả lựu đạn cầu, ruột tự gạo 7 kg, tăng võng ni lông đi mưa, một bộ quân phục, một cây cuốc chim nhỏ, 1 kg đường cát, 4 lon thịt hộp, 5 bao gạo sấy, 3 hộp sữa kim cương, 6 gói mì con tôm và 3 trái cối tép. Thêm vào hành trang vài trái cối 62mm là tặng phẩm dành riêng cho người mang tiểu liên AK, người mang B40, B41 và trung liên RBD được miễn hoàn toàn. Toàn bộ trọng lượng phải mang hơn 20kg, khá nặng nhưng phải cố gắng vì mọi người đều mang như nhau, trừ thiếu úy Hoa đại đội trưởng và thiếu úy Duyên chính trị viên chỉ mang mỗi khẩu K54 và cái ba lô nhẹ hều. Toàn bộ lương thực và tăng võng đã có liên lạc gánh hết. Hành quân trên lộ 7 lên hướng Bắc, đường đi dập mát vì tán lá cao su phủ kín. Mới hơn 1 km, mồ hôi đã ra như tắm. Đã có nhiều tay la làng đòi nghỉ giải lao liên tục. Ông Duyên phải động viên mãi. Thấy không xong, đại đội trưởng Hoa đành phải cho đám công tử thị thành giải lao 10 phút. Tiếp tục hành quân, mình phát hiện mình muối mè. Tên này đi lính nhưng chỉ ăn cơm với muối mè, không thèm động đến thịt cá. Dùng lưỡi lê AK đâm thủng tượng gạo một lỗ nhỏ. Khi hành quân, gạo tự động rơi từng ít một. Thôi kệ nó, vì nó nhỏ con quá. Nếu cân luôn quần áo, chắc chưa tới 50 cân. Nói ra mất công ông Dũng trung đội trưởng, chửi nó thì tội nghiệp. Gần 11 giờ, đến điểm quy định là một cánh rừng cao su, không có nhà cửa gì hết. Nước ăn phải xuống dưới chân bình độ phía đông lộ 7 với con dốc dài hơn 200 mét. Đội hình đại đội đóng sát cùng đại đội trợ chiến 12,7mm của trung đoàn. Trước mặt lộ 7 chạy lên hướng bắc 4 km là xã Ca Đo, hiện do lực lượng Pol Pot chấn giữ. Bước đầu có lẽ đối phương đã biết lực lượng Việt Nam xuất hiện, nhưng chúng còn đang thăm dò, chưa có động tĩnh gì. Dưới chân bình độ qua suối là vườn chôm chôm đã chín đỏ, hái đem về mấy ba lô, cả trung đội ăn thoải mái. Trái nào cũng to, dày và chóc, ăn rất ngon. Ngày 31 tháng 8 năm 1978, lúc 21 giờ đêm, ở tiểu đoàn của mình đã xảy ra một vụ không đâu. Ở bên đại đội 1, một loạt AK nổ liên thanh như bắp rang, làm mọi người tưởng bọn Pol Pot đã mò vào, nhưng lại không phải. Người gác đã bắn nhầm quân ta đi tiểu, không nói rõ mật khẩu, làm một binh nhì hy sinh bởi một viên đạn trúng vào bọng đái. Người lính đầu tiên của trung đoàn 732 thành liệt sĩ trên đất Campuchia. Một thằng đồng hương cùng ngày nhập ngũ đã sớm giã tử vũ khí khi cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Ngày 6 tháng 9 năm 1978, cả tiểu đội quây quần ăn sáng. Mì gói nấu với thịt hộp và lá lốt, ăn với cơm cũng khá ngon. Đang ăn những sợi mì trong bát cơm thì ầm một tiếng. Một tiếng nổ duy nhất thật gọn và ấm. Tôi buông vội bát cơm, nghe ngóng và ước đoán tiếng nổ khá xa, phải trên một cây số. Ngay sau đó, liên lạc đại đội chạy xuống thông báo trung đội 8 và 9 nhanh chóng vận động theo lộ lên hướng Bắc để chi viện cho trinh sát tiểu đoàn đang bám điều nghiên tình hình địch ở xã Ca Đo. Tôi vơ vội khẩu AK và khoác bao xe đạn với 3 băng đạn, rồi 2 trái M67 theo trung đội vận động lên trên lộ 7.
về hướng phát hiện ra tiếng nổ. Di chuyển được 1 km thì thấy toán trinh sát tiểu đoàn di chuyển thương binh ngược về. Một trinh sát mất một chân lên gần tới đầu gối, là một binh nhì. Trung úy Toàn tiểu đoàn phó và một trinh sát nữa bị thương ở đùi. Trung đội 9 của mình được lệnh chốt lại tại chỗ để trung đội 8 áp tải thương binh về trạm xá trung đoàn, và sau đó được trực thăng đưa về tuyến sau. Riêng Đức đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu khi về đến trạm xá. Ngày 7 tháng 9 năm 1978, đại đội của tôi được lệnh vào đồi không tên, cách lộ 7 về phía tây 2,5 km. Địa hình có nhiều tràng cỏ và rừng dầu. Thịt trâu do bên đại đội 2 tìm được, chia cho cả tiểu đoàn ăn thoải mái. Sinh hoạt bình thường, duy chỉ có trời hay mưa. Những cơn mưa bất chợt rồi tạnh ngay. Phải ngủ trên võng có tăng che ngoài trời nên hơi oải. Ban đêm đứng gác, muỗi cắn tưng bừng. Kiến bù nhọt ở đây rất nhiều, mỗi cá thể to bằng cái đầu đũa. Tôi đã bị nó hỏi thăm sức khỏe. Khi bị nó cắn, có cảm giác như bị điện giật, đau nhói và tê buốt, nhưng không gây ngứa như là kiến lửa. Mấy con kiến này cũng khoái ăn thịt trâu. Hôm nào có món này thì buổi tối cả đàn kéo ra chỗ nồi son của anh nuôi để kiếm ăn. Không biết đôi giày của thằng Hùng phó khâm sứ. Hùng bị chứng đau lưng nên hay đi lom khom như mấy lão quan về già, nên tiểu đội phong cho nó chức phó khâm sứ. Có mùi thịt trâu hay sao ấy mà cái đám kiến bù nhọt nó chui vào đầy nhóc. Đến phiên gác đêm, thành đen B41 gọi Hùng dậy thay gác. Hùng ta mắt nhắm mắt mở, chân không mang tất, tọt cả hai bàn chân vào và bù nhọt nó tiêu cho. Thì phải biết cụ phó khâm sự chỉ kịp kêu lên: "Ôi trời ơi, chết tôi rồi!" Rồi ngã lên võng, dãy đành đạch như cá lóc bị đập đầu và rên hù hù. Ông Hưng tiểu đội trưởng nghe tiếng kêu, xách đèn pin chạy qua, thấy rất nhiều bù nhọt trong đôi giày của cụ phó khâm sứ. Thế là phải nhảy ca cho mình muối mè gác đến sáng. Còn phần cụ phó khâm sứ thì bị hành nóng lạnh luôn. Ngày 10 tháng 9 năm 1978, đại đội 3 được lệnh của tiểu đoàn vượt lộ 7 tiến về phía đông gần 2 km và chốt lại trong một nông trại của bọn Pol Pot đã bỏ đi chưa đầy nửa tháng. Các vật dụng nông cụ rổ giá còn sạch sẽ với những nếp nhà sàn tinh tươm. Trên dãy có rất nhiều bí đao, bí đỏ và mướp hương chưa kịp thu hoạch. Thời tiết hay mưa nên rất nhiều muỗi. Không gian luôn tĩnh lặng với một màu xanh lá nương rẫy. Xa hơn một chút là những vạt rừng. Có lúc chợt nhìn những cánh hoa mướp vàng tươi còn lại lạc loài trên nương, mình lại nhớ đến cô ấy. Hôm tiễn mình nhập ngũ, cô ấy cũng mặc chiếc áo màu vàng tươi. Khi xe chuyển bánh giữa đám đông, chiếc áo vàng tươi không thể lẫn lộn trong đám đông. Dưới hàng cây phượng trổ bông đỏ hoe trước Ủy ban Nhân dân phường, đôi mắt ấy đượm buồn, chất chứa bao điều. Tôi vơ ngay khẩu tiểu liên và bao xe đạn cùng mọi người lao ra công sự. Địch đã tập kích bên hướng trung đội 7, từ ngoài vào vạt rừng, cách hơn 200 mét. Bọn Pol Pot đã bắn vào 4 trái B-40 và hàng loạt đạn AK, và sau đó chúng rút thật nhanh. Ta chỉ truy kích bằng M-79 và cối tép, chứ không tung quân truy kích vì sợ bị phục kích do chưa nắm thật rõ tình hình địch. Và chuyện địch tập kích vào đội hình đóng quân của ta gần như thường xuyên và thành quy luật, thường xảy ra lúc gần sáng, giờ cơm trưa, cơm chiều và kết thúc lúc 8 đến 9 giờ tối. Sự quấy rối thăm dò của địch không gây được thiệt hại gì cho ta ngoài việc chế độ canh phòng được nâng cao hơn. Ngày 17 tháng 9 năm 1979, được lệnh của trung đoàn, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 cùng phát triển lên hướng Bắc để tiến chiếm xã Ca Đo do một tiểu đoàn của Pol Pot đang trú đóng. Tiểu đoàn 2 ở phía tây lộ 7, đại đội 7 do trinh sát trung đoàn dẫn đường vượt qua xã Ca Đo 1 km và cách tây lộ 7 khoảng 500 mét, bên trong rừng dầu để chốt chặn đường rút của địch
và cùng phòng ngừa địch chi viện từ hướng bắc xuống. Còn lại đại đội 6 và đại đội 8 tập kích phía sườn tây xã Cà Đò để phối hợp với tiểu đoàn 1 chịu trách nhiệm đánh mũi chính diện. Đại đội của tôi theo chân tiểu đoàn không hành quân trên lộ 7 mà cắt rừng dầu đi luôn về hướng bắc. Đường đi không khó lắm nhưng phải lội nước thường xuyên. Một thứ nước đen sì của lá dầu bị phân hủy có mùi thật khó chịu. Đi được hơn 2 cây số thì ban chỉ huy tiểu đoàn do thượng úy Giảng, tiểu đoàn trưởng chỉ huy cùng đại đội 4 hỏa lực tiến ra lộ 7 và dừng lại để bố trí trận địa pháo 82mm. Riêng ba đại đội bộ binh do thượng úy Khiêm, chính trị viên đi cùng đại đội 1 chỉ huy trực tiếp tiến lên phía trước để áp sát mục tiêu. Đại đội 3 của tôi lên phía trước đã bố trí xong đội hình tác chiến, nằm chờ đại đội 1 và đại đội 2 vòng lên phía đông áp sát mục tiêu. Riêng trung đội của tôi 32 người được bố trí cách mép lộ 7 chừng 50m. Con lộ dẫn thẳng vào xã Cà Đò cách hơn 200m. Những mái nhà sàn hiện rõ mồn một cùng những cụm cây thốt nốt lêu nghêu cứng cỏi. Một đặc điểm khác với thôn xóm Việt Nam, có những bóng dáng của hàng cây cao thánh thoát, dịu êm, thanh bình. Trong khi chờ lệnh nổ súng, tôi dõi mắt về hướng những mái nhà, trông thật yên bình. Không gian thật yên tĩnh, chỉ có ngoài một vài tiếng gà trưa thật êm ả, thanh bình. Cụ Hùng phó khâm sứ ôm khẩu AK, mặt xanh mét, kế bên là Minh Muối Mè, núp co ro ở gốc cây dầu. Thành Đen thủ khẩu B-41, vì da đen thui nên không biết có xanh lè như cụ Hùng hay không. Đây là trận đánh đầu tiên trong đời của các công tử Sài Gòn, nên cũng hơi run một chút. Cũng may mấy ngày nay, tụi Pol Pot đã huấn luyện cho lính mình quen với tiếng nổ của súng đạn. Qua những lần chúng tập kích, phần mình có hồi hộp một chút, nhưng tin là sẽ phải chiến thắng nếu muốn còn sống. 14 giờ, băng, băng, tiếng súng cối 82mm của tiểu đoàn 2 đã khai hỏa sắc lẹm. 4 phát đầu tiên từ phía bên kia lộ 7, tiếp theo là những khẩu cối 82mm của tiểu đoàn 1. Cũng bắt đầu nhả đạn, những cột khói trắng xám thi nhau dựng đứng và tiếng nổ oành oành của đạn cối chạm mục tiêu trong xóm nhà. Khẩu cối tép 62mm của đại đội do thằng Đồng Đen làm xạ thủ cũng nhảy dựng toan đạn vào mục tiêu. Dứt đợt tập kích pháo, toàn đội hình được lệnh xung phong. Tiếng hô xung phong, xung phong vang rền khí thế. Cả đại đội lao lên phía trước, tôi cùng ôm súng băng theo lên. Tiếng nổ của B-40 và tiểu liên bên hướng tiểu đoàn 2 vang lên từng chập. Cánh quân của đại đội 1 và đại đội 2 tiểu đoàn 1 cũng đã chạm địch. Riêng cánh đại đội 3 của mình tràng lên tiến vào phum, phải khựng lại bởi những tiếng nổ bùng bình liên tiếp của 4 trái B-40 từ trong xóm nhà bắn ra. Một trái B-40 nổ ngay trước mặt tôi chừng 15m, khói đen xì hôi rình, kèm theo tiếng đạn nhọn toát ra. Đang đà chạy theo phản xạ, tôi ngã chúi nhụi, lăn quay và bắn vài loạt AK dù không thấy thằng địch nào. Tiếng nổ của tiểu liên và mùi thơm của thuốc súng làm tôi lấy lại tinh thần và tỉnh táo hơn. Nghe tiếng của thiếu úy Hoa, đại đội trưởng ra lệnh cho thằng Đồng Đen tiếp tục nã cối tép về hướng địch với tầm bắn 150m. Tôi ngóc đầu lên quan sát, vẫn không thấy bóng thằng Pol Pot nào. Hạ sĩ Hưng bảo Thành Đen nếu nhìn thấy chỗ nào trong xóm nhà tóe lửa hoặc xịt khói phải lập tức thầy cho nó một trái B-41. Lệnh của trung đội trưởng Nguyễn Trung Dũng, toàn trung đội tiếp tục tiến lên áp sát mục tiêu. Là tiểu đội phó của tiểu đội, tôi băng lên đầu tiên hướng về xóm nhà sàn. Kế đến là Dũng B-40, thằng bạn thân từ hồi còn học trung học bên chợ cá Trần Quốc Toản, cho đến khi cùng vào ban sử văn khoa. Thằng Lê Khanh, nhà ở Nguyễn Kim, quận 10, cũng nhao theo. Còn gần 100m vào đến xóm nhà thì đạn nhọn AK bắn ra xối xả, làm mình lần nữa ngã rúi rụi, nhưng vẫn kịp thấy thằng Dũng quỳ xuống theo đúng catalog
đã được học ở quân trường, phóng một trái B-40 về phía địch rồi mới chịu nằm xuống. Bên cánh phải, anh em của trung đội 7 cũng chẳng lên, địch đã bắn ra ngăn chặn bằng trung liên RBD và 6 phát B-40 làm binh nhì Nguyễn Thành tử thương tức thì. Cuối cùng thì trung đội của tôi cũng vào được xóm nhà. Trước mặt tôi chừng hơn 50 mét, thấp thoáng thấy 3 thằng Pol Pot chạy luôn dưới nhà sàn, rút sâu vào bên trong. Lập tức tôi xiết cò tiểu liên, làm một tên khuỵ xuống. Vừa ra khỏi xóm nhà, tôi tiếp tục đuổi theo 2 tên còn lại, thì bất chợt từ những bụi chuối bên phải thằng Quang của đại đội 2 cũng nhảy ra cùng một số đồng đội, làm tôi thấy vững tâm vì quân mình đã vào tới. Vừa gặp thằng Quang nói ngay: "Thằng Thịnh ba gác phường 4 tiêu rồi." Tôi hiểu ngay mình vừa mất thêm một đồng đội là đồng hương quận 10. Súng bên hướng đại đội 1 vẫn còn nổ, có nghĩa địch vẫn còn. Tôi thấy trong lòng vừa xót xa vừa căm giận. Trước áp lực gần như tứ bề của quân ta, địch đã phải bỏ chạy khỏi Ca Đo, rút lên hướng đông bắc lộ 7. Địch để lại 7 xác chết tử thương do bị pháo cối ta và đạn nhọn. Ta thu 3 tiểu liên AK và 5 trái đạn B-40 và làm thủ tục trận địa lúc 16:20 cùng ngày. Tổng kết trận đánh từ lúc bám nắm trinh sát đến lúc dứt điểm, tiểu đoàn 1 bị thương 3 người, nhưng tổn thất là hy sinh 3 binh sĩ, thêm 2 đồng hương quận 10 nữa, ra đi không về. Ngày 20 tháng 10 năm 1978, rời Ca Đo, tiểu đoàn 1 cùng trung đoàn 732 tiếp tục tiến lên phía bắc theo trục lộ 7. Đại đội của tôi di chuyển vào ấp 47. Trên bản đồ không xác định hiện diện của xóm nhà, nhưng không ghi địa danh nên mọi người tạm đặt tên của xóm theo trục 47 của bản đồ. Cách đông lộ 7 hơn 1 km, dân trong xóm ấp không còn một người vì tất cả đã bị lùa đi đâu đó. Nhà bỏ trống, vật dụng cây trái còn nguyên nên lính ta được tự do sử dụng mà không vi phạm chính sách dân vận. Giữa ấp có một con suối chảy ngang qua, nước trong veo, đáy suối là mặt đá vôi, rất thuận tiện cho việc sinh hoạt. Và điều đáng nói là khá thơ mộng khi con suối che mát dưới những bóng dừa, có những quận nắng xuyên chói rọi, làm nhìn thấy những chú cá nhỏ vô tư luôn lội ngược dòng. Tôi được ở trong một nhà sàn cao hơn mặt đất chừng 1 mét, mái lợp lá khá tươm tất và sạch sẽ. Ở cùng có cụ phó khâm sứ Dũng B-40 và binh nhất Phước Cú nhập ngũ năm 1977, mới được bổ sung từ đoàn tăng gia 6 về. Thiếu úy Nguyễn Quang Hoa, đại đội trưởng, được điều sang đại đội 2. Thiếu úy Vinh do trung đoàn điều về thay cho thiếu úy Hoa. Anh Dũng, trung đội trưởng, trung đội 9, được thăng chuẩn úy, nhận chức đại đội phó đại đội 3, kiêm chỉ huy trung đội 9. Nghỉ ngơi được mấy hôm, chỉ ăn ngủ, viết nhật ký và chốt gác để phòng địch tập kích. 14:30 chiều, được lệnh hành quân đánh chiếm cầu số 1 trên lộ 7, cách Phung Ca Đo hơn 4 cây số về hướng bắc. Toàn tiểu đoàn xuất kích được dẫn đường của trinh sát trung đoàn hướng về cầu số 1. Tình yêu như trái phá con tim mù lòa. Trên đường hành quân vào trận đã buột miệng hát nho nhỏ những ca từ của dòng nhạc Trịnh. Tôi ghét cay ghét đắng cái lão nhạc sĩ này toàn sáng tác những bài ca buồn với tư tưởng yểm thế và ủy mị, làm như ai cũng như lão trong cuộc sống chỉ là ảo ảnh tận cùng của sự bế tắc. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy hay, vẫn cứ hát đi hát lại những câu trong những bài nhạc của ông ta. Tôi thật mâu thuẫn và phục sát đất cái tài sáng tác của Trịnh Công Sơn. Trời khá oi nóng, trong cái nắng chiều làm cho mọi người mồ hôi ướt áo khi phải mang vác súng đạn và toàn bộ quân tư trang khi hành quân trên đường nhựa. Lá ngụy trang cắm trên ba lô
gồm những nhánh cỏ khô và những cành hoa sim lung lay theo từng bước. Trời không có chút gió nào. Đoàn quân đi gần 2 km thì tiểu đoàn bộ cùng đại đội 4 dừng lại để lập trận địa cối 82mm, còn lại tiếp tục hành quân, bắt đầu cắt rừng men theo lộ 7. Đại đội của tôi được tăng cường một thượng liên 12,7 ly. Theo sự hướng dẫn của trinh sát trung đoàn, khi còn cách cầu số 1 hơn 200 mét, thì khẩu đội 12 ly 7 dừng lại để lắp súng bên ven đường. Có một tiểu đội của trung đội 7 ở lại chốt bảo vệ súng. Còn lại dàn đội hình tiếp cận mục tiêu và chờ đại đội 1, rồi đại đội 2 vào vị trí chiến đấu vì phải vượt qua suối đi vòng xa hơn. Theo trinh sát thì mục tiêu có chừng một tiểu đoàn của sư đoàn 620 địch quân trú và đóng và có cả công sự để chiến đấu phòng ngự, bảo vệ cầu số 1, số 2 và cầu số 3 trong phạm vi mỗi cây cầu cách nhau từ 1 đến 3 km. Gần 16h30 thì các khẩu pháo của tiểu đoàn bắt đầu nhả đạn tập trung hai bên ven cầu thuộc bờ bắc nơi địch đóng quân. Trung đội của tôi áp sát mục tiêu và phát hiện ở bên kia suối đang la oai oái vì bị cối dập. Phát hiện hướng xuất phát bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu được. Choi me juon, choi me juon. Và tôi nhìn cũng không rõ lắm vì lá cây rừng che khuất. Tôi siết cò súng làm khẩu AK của mình khạc tóe lửa từng chập. Thật khó cho hỏa khí bộ binh khi thằng Dũng loay hoay cố tìm khoảng trống để bắn B-40. Còn khẩu cối 62mm của thằng Đông phải thất nghiệp vì lá rừng che phủ trên đầu không bắn được. Chuẩn úy đã ra lệnh rời cối ra ven lộ để phát huy tác dụng chi viện cho bộ binh. Sau lúc lộn nhộn với bọn Pol Pot, đã lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu phản kích bằng B-40 và B-41. Nói chung, vũ khí bộ binh ta có gì thì bọn Pol Pot cũng có y như vậy, kể cả M-79 của Mỹ. Nghe có tiếng B-40 nổ trách về bên trái bên kia suối, mình biết là đại đội 1 đã vào tới cùng với tiếng con gà cồ 12 ly 7 gáy cùng. Từng chập làm mình thấy ấm lưng hơn. Mới đầu còn trường trường, nhưng thấy chậm quá, mà địch thì nó bắn ì xèo. Thế là nhọng đít lên, bò luôn một mạch lên cái gò mối trước mặt. Nhìn qua bên kia suối gần 70 mét, đã phát hiện ra công sự của địch, gồm một thằng tiểu liên và một thằng đang quét từng loạt trung liên RBD. Về hướng trung đội 8, phía bên trái đội hình của trung đội tôi, tôi ra hiệu với anh Hưng, tiểu đội trưởng cho Dũng B-40 và Phước Cú lên gặp mình. Lập tức Dũng ôm súng bò lên chỗ mình đang nắp, còn Phước thì chùng chừ không dám lên, đã bị anh Hưng đá cho một phát vào mông và đòi bắn que giò cậu ta. Dũng, mày thấy cái ổ của hai thằng nó chưa? Thấy rồi, để tao chơi nó. Vừa trả lời xong, thằng Dũng trường người lên về bên phải gò mối. Bùm, lá cây rừng rụng đầy đầu. Quả đạn B-40 được phóng đi vào ngay ổ công sự của hai thằng Pol Pot với một tiếng nổ lớn. Lửa và khói đen, đồng thời thằng Dũng cũng quăng ống phóng B-40 qua một bên lưng dựa vào gò mối, còn hai chân thì cởi trói như em bé nhõng nhẽo và tay thì phủi lia phủi liệng vì ống quần bị lửa thoát hậu đốt cháy xém. Ngay lập tức có hai trái B-40 trả miếng hàng loạt đạn AK của Pol Pot chơi ngay tại gò mối số 3 thằng Minh, nhưng không ai bị gì vì cái gò mối có sức chịu đựng khá tốt. Ngay lập tức có hai trái B-40 trả miếng và hàng loạt đạn AK của bọn Pot chơi lại ngay gò mối có ba thằng mình, nhưng không ai bị gì vì cái gò mối có sức chịu đựng khá tốt. Tôi phản ứng bằng cách vươn người xoay ngang khẩu tiểu liên, xiết cò hai loạt liên thanh về hướng địch. Toàn bộ vỏ đạn AK do tôi bắn tuôn xuống gò mối rồi dội ngược vào đầu thằng Dũng, làm nó ôm đầu rên ư ử.
Tị ơi, mày giết tao. DM, mày giết tao rồi. Dũng bạn tôi, người gốc Huế. Lúc này thấy thằng Pol Pot vừa phản kích chống trả kịch liệt và đồng loạt là Chô, chô. Tôi và những công tử Sài Gòn chẳng hiểu mô tê gì. Thôi kệ, bọn địch muốn kêu la kiểu gì cũng được. Thấy địch thì bắn, chỗ nào kêu la cũng bắn luôn. Cái giá của phát B-40 của thằng Dũng phải trả giá bằng 4 phát B-40 và mấy trái M-79 của địch phản kích. Vì ụ mối của ba thằng tôi khá chống trải, mình thấy nó và nó cũng nhìn thấy mình. Bình Nhất Phước nằm co ro như con cuốn chiếu, không bắn được viên đạn nào. Tôi bảo, sao không bắn trả địch đi ông nội? Tao có thấy gì đâu mà bắn. Mày không thấy tụi nó bắn đùng hay sao? Tị, tị, mày đá vào mông nó một cái xem nào. Gặp ông Dũng thì mày tiêu đời. Tiếng Anh Hưng tiểu đội trách từ gốc cây bên phải vọng sang. Ngay sau đó, bọn Pol Pot lại bắn vào gò mối của mấy thằng tôi, thêm hai trái M79 nữa. Phải nói là ba thằng tôi nằm bẹp như con rán. Sợ để tiếp như vậy không ổn, anh Dũng đại đội phó cho tiểu đội chúng tôi lùi lại và lật cánh ra mép lộ 7 với ý đồ phát triển lên ngay cầu số 1. Anh Hưng dẫn bọn tôi ra phía lộ. Lần này giao cho tụi tôi phụ trách một tổ gồm tôi, thằng Dũng, thằng Hùng Bông và thằng Thành Đen bám ra trước. Cả bọn bò bốn chân để bám ra lộ chứ không thể đi khom vì đạn nhọn nó bay chéo chéo. Ra đến mép lộ toàn là cỏ hôi mọc rậm hai bên đường. Non 10 mét ra đến mặt lộ, nghe hướng bên kia lộ là đại đội 1 của thiếu úy Sáng và đại đội 2 của thiếu úy Hoa đang kịch chiến với địch. Bốn thằng tôi lần này lại là bốn con rán nằm bẹp dép, vì vừa ra đến mặt lộ là phải thục vào ngay. Phía đầu cầu cách bọn tôi là công sự của bọn Pol Pot với Đại Liên, Karinov lia từng loạt pằng pằng qua. Bên này 12 ly 7 của tiểu đoàn cứ điểm xạ đáp trả cùng, cùng với tiếng xé gió của đường đạn nổi da gà. Trong văn thơ tình yêu, tình báo gì đó người ta hay nói, bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Còn mấy thằng tôi đứng run bần bật giữa hai làn đạn. Gần 6 giờ chiều, trong rừng trời tối xuống thật nhanh. Thông tin từ tiểu đoàn thông báo xuống, cánh quân của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 đã chiếm được cầu số 2 và làm chủ tình hình. Riêng tại trận địa tiểu đoàn 1 của tôi, súng vẫn nổ, địch vẫn kiên trì bám công sự, nhưng cường độ tác chiến giảm đi nhiều khi hai bên ta và bọn Pol Pot ở thế vần nhau. Khi trời tối, tiểu đoàn được lệnh tạm thời hưu chiến với thằng Pol Pot đang chốt giữ ở cây cầu số 1. Đại đội 3 được lui về hơn 100 mét và chốt lại, tổ chức canh phòng để chờ sáng mai chơi tiếp. Trung đội tổ chức nấu cơm, phải đem nồi về phía sau hơn nửa cây số. Phước Cú bị cho là tục tạc, phải xuống nấu cơm cho trung đội. Cơm nấu xong, nắm lại từng nắm, đem lên phân phát cho các tiểu đội. Sáng đến, cơm nước đã xong xuôi, nhưng phải nằm chờ trinh sát tiểu đoàn bám nắm tình hình địch trở về mới tiếp tục xuất kích. Hơn 7 giờ sáng, được lệnh của tiểu đoàn tiếp cận mục tiêu. Theo tin trinh sát báo cáo, địch có thể đã rút hết từ đêm hôm qua, không còn thấy bóng dáng tên địch nào còn chốt trên cầu số 1. Đại đội 3 dàn đội hình như ngày hôm qua, vượt qua suối để vào chiếm lĩnh mục tiêu. Tiểu đội của tôi đi đầu đến hố công sự ngày hôm qua đã bị thằng Dũng quật cho trái B-40, chỉ thấy toàn vỏ đạn AK và một ít dấu máu trên miệng hầm đã ngả màu đen. Chợt nổ ầm một tiếng từ phía sau lưng làm tôi nghĩ bụng, thôi rồi, đã lọt ổ phục kích. Tôi lủi ngay vào gốc cây khô gần đó theo phản xạ và sẵn sàng bắn trả lại bọn Pol Pot. Có tiếng la từ phía sau, ông Dũng và Thành Đen bị rồi. Một trái K63 được bọn Pol Pot gài lại trên đường mòn mà cả tiểu đội mình đi qua, nhưng may mắn không dính, nhưng lại tìm đến người chiến binh quê miền Bắc nhập ngũ năm 1972, đã trưởng thành trong chiến đấu, đang chỉ huy đại đội tác chiến. Anh Hạ Sĩ Hưng dẫn cả tiểu đội băng luôn ra lộ 7 mà không đi theo đường mòn để tránh phải vướng mìn. Ra đến lộ,
tôi xin anh Hưng cho mỗi mình tôi qua cầu, quay ngược trở về để thăm anh Dũng. Vừa qua cầu thì thằng Bình và thằng hội vận tải của tiểu đoàn cũng vừa cán thương binh ra đến lộ. Có lẽ sức nổ của trái mìn quá mạnh, làm máu mũi và máu lỗ tai chảy ra, làm tóc anh Dũng bết lại từng mảng. Riêng từ hai đùi xuống đến ống quyển bị dập phải bó nẹp tre, máu ra khá nhiều. Mình hỏi thăm anh Dũng. Anh Dũng, anh Dũng, tôi Tị đây. Anh thấy trong người thế nào? Ráng mau lành về với anh em nhé. Tao lạnh quá, đứa nào lấy cho tao cái chăn? Anh Dũng thều thào, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói rất yếu. Nghe vậy, tôi chạy lại cái ba lô của anh Dũng do Minh đang giữ, lôi ra cái màn chỉ màu trắng để phủ lên cái thương cho anh Dũng đỡ lạnh, rồi hối thằng Bình đi nhanh về tuyến sau. Thành Đen tuy bị thương ở lưng nhưng còn dáng ló đầu ra khỏi võng để từ biệt mọi người. Nắng đã lên, lệnh của trung đoàn, toàn tiểu đoàn 1 tiếp tục hành quân gấp trên lộ 7, tiến lên vượt qua cầu số 2, cách cầu số 1 độ 2 km. Cùng với tiểu đoàn 3 đã chiếm được cầu số 2 từ chiều hôm qua và đang trên đường tiến để chi viện cho tiểu đoàn 2. Có nhiệm vụ khai thông cầu số 3, cách cầu số 2 độ 4 km về hướng Sanun. Trên đường hành quân vào trận đánh, chúng tôi nhận được điện từ máy 2W của tiểu đoàn thông báo chuẩn úy Dũng của đại đội 3 đã hy sinh vì vết thương quá nặng. Một sĩ quan trẻ với tương lai hứa hẹn phía trước đã đền nợ nước. Một người mẹ nữa ở hậu phương xa xôi sẽ phải gánh chịu nỗi đau cắt ruột không nguôi. Cả tiểu đoàn hành quân trên lộ 7, đại đội 2 đi đầu có tăng cường khẩu 12 ly 7 của K-18 trực thuộc trung đoàn, kế đến là đại đội 3 và sau cùng là đại đội 1 và ban chỉ huy tiểu đoàn. Còn non cây số đã nghe tiếng nổ của đạn B-40, B-41 và 12 ly 7 của tiểu đoàn 2 đang đánh bốc sinh với thằng Pol Pot. Lệnh của tiểu đoàn, toàn đội hình vận động nhanh tiến về phía trước để chi viện cho tiểu đoàn 2. Tôi để khẩu tiểu liên lên vai rồi bắt đầu chạy cùng mọi người. Toàn bộ quân tư trang và súng đạn trên người lúc này làm tôi có cảm tưởng mình là một con lừa đang tham dự marathon. Người nóng ran, thở muốn ra khói, còn đôi chân thì đuối không thể tả, và hai trái cối tép đeo trước ngực thay nhau nện vào ngực theo nhịp chạy muốn lỏng phổi. Mệt muốn đứt hơi, nhưng tôi cũng phải bật cười bởi ý nghĩ vô duyên của tôi khi quá trình vận động khẩn trương của đại đội 2. Có mấy anh nuôi bị rớt lại cuối đội hình. Một hình ảnh của những anh lính vui tính gò lưng với cái ba lô cộng thêm mớ nồi song đen thui treo úp ở bên trên, trông có mùi sới cơm, trông như mấy chú lạc đà. Khi chạy nồi song nó va vào nhau kêu lóc cóc leng keng thật vui tai. Tới đầu cầu số 3, cây cầu chỉ dài hơn 10 mét, ngang 4 mét, làm bằng gỗ, không có lan can giống như cầu số 1 và số 2. Có lẽ đã có từ thời Pháp thuộc, bắc qua những con suối chỉ có nước vào mùa mưa. Tiếng nổ của hỏa lực và đạn nhọn đã thật gần, trách về hướng đông bắc của cầu số 3 chừng 300 mét, nơi tiểu đoàn 2 đang quần nhau với bọn Pol Pot. Cầu số 3 địch đã bỏ trống nên chiếm được cầu không cần đánh, nhưng chúng tôi đã lầm. Đại đội 2 được lệnh qua cầu và tiến về hướng tiểu đoàn 2 đang chạm súng với địch. Hai bên lộ 7 là rừng thưa nên chỉ nghĩ tiếng nổ thật gần. Khẩu 12 ly 7 của trung đoàn được lệnh lắp súng ngay trên công sự đầu cầu mà Pol Pot vừa bỏ lại. Chưa có lệnh nên đại đội 3 của tôi, anh em còn đang dồn cục ở đầu cầu thì xẹt âm một tiếng nổ vang trời, làm gãy đổ khóm cây rừng, lá cây bay cuộn lên bên kia đầu cầu. Trong khi bọn tôi vẫn đứng như trời trồng, không kịp phản ứng bởi trái đạn 75mm không giật đi quá nhanh, mà thằng Pol Pot thì bắn dở ẹc. Thật buồn cười bởi cái thằng xạ thủ mắc dịch nó mà bình tĩnh một chút
thì cả đám bọn tôi đã được bà hú rồi. Chưa kịp mừng vì không an bị gì, thì ngay sau phát DKZ vừa nổ, lính ta theo phản ứng nhào xuống công sự của Pol Pot bỏ lại, thì tức thì lại nổ âm một cái nữa. Thằng Thạch Xích Lô chết rồi! Tiếng của thằng hóa điên la lên. Mở màn trận đánh đã mất hai người. Đúng là một cái bẫy thằng Pol Pot dành cho tiểu đoàn 1 của chúng tôi. Tọa độ hỏa lực của chúng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ chờ chúng tôi vào dọ là nó chơi tới bến. Chưa kịp lấy tử sĩ thì xẹt, âm, âm, đạn cối 82mm DKZ chúng nó rót vào đội hình của đại đội 2 và đại đội 3 của tôi tới tấp. Đại đội 1 được lệnh vòng qua hướng Tây, vượt suối để tiến đánh vào sườn địch. Đại đội 3 của tôi theo phản xạ, mạnh ai nấy nhào chạy vào mé rừng để tránh pháo. Anh Hưng tiểu đội trưởng phải la làng bảo mọi người nằm im tại chỗ, nép vào mép rừng dễ bị dính mìn. Sau đó nhanh chóng đội hình được củng cố và chúng tôi được lệnh vượt qua cầu, hợp sức cùng đại đội 2 đánh vỗ mặt vào đội hình địch. Khẩu 12-7 của trung đoàn cũng bắt đầu điểm xạ từng loạt yểm hộ để chúng tôi vượt lên. Các xạ thủ 12-7 phải ngồi trên miệng hầm để bắn, trong khi cối địch nổ xì xèo ngay bên mặt đường. Vì phát hiện có trái lựu đạn Pol Pot nó gài lại, nên không anh em nào dám thọt chân xuống miệng hầm. Ở phía sau đã nghe tiếng đề pa pháo 82mm của tiểu đoàn, nên tôi cũng vững bụng. 12-7 ở đầu cầu bắn yểm trợ bộ binh với những viên đạn lửa vạch đường, đỏ lom xẹt qua rồi mất hút, để lại tiếng hú của tâm đạn đi ớn lạnh. Chúng tôi tiếp tục lên phía trước dưới làn mưa pháo địch, với đủ kiểu đi khom, chạy vài bước hoặc phải bò lê hai bên vệ đường. Y tá đâu rồi? Lên gấp cứu thương. Trong cái hỗn độn của âm thanh, tôi không còn phân biệt cái gì nổ đạn cối, DKZ hay mìn nữa, mà thấy thằng hóa điên, hiện là công nhân ga lửa Sài Gòn, đang chồng mông lôi thằng Quang, hiện cư ngụ tại xã Xuân Thới, Hóc Môn, từ trong bìa rừng ra mép lộ 7. Thằng Quang bị trúng mìn, mất hết bàn chân phải, lên gần nửa ống quyển. Đột nhiên, hàng loạt tiếng nổ của hỏa lực B-40, B-41 và cả tiếng nổ của tiểu liên AK trong đội hình địch trước mắt. Đó, sự tấn công của tiểu đoàn 3 từ hướng Tây trước khi đại đội 1 của tiểu đoàn tôi lên tới. Pháo cối của địch chấm dứt đột ngột, đã vượt qua khỏi bãi mìn. Chúng tôi được lệnh xung phong. Tôi ôm súng cùng đồng đội lao lên. Tôi siết cò cả băng AK cho đỡ ức chế, vì nãy giờ mấy thằng Pol Pot ăn hiếp bọn tôi quá cỡ. Cánh quân phía đông lộ 7 của tiểu đoàn 2 cũng đã thanh toán sạch sẽ mấy cái chốt của Pol Pot. Địch gài bẫy chúng tôi, nhưng đành phải chịu vỡ trận với lối đánh của quân đội nhân dân Việt Nam. Phải công nhận, tiểu đoàn 3 đã cứu chúng tôi một bàn đẹp và tịch thu luôn khẩu. Và tịch thu luôn khẩu không giật 75mm mà bọn Pol Pot đã làm trời làm đất với tiểu đoàn của tôi. Nếu không có sự hiện diện kịp thời của tiểu đoàn 3, chắc chắn chúng tôi sẽ còn thương vong. Ngày 21 tháng 11 năm 1978, lộ 7 từ Mê Mút đến Sa Nu xem như cơ bản được khai thông, nhưng thị trấn Sa Nu vẫn do một trung đoàn của Pol Pot kiểm soát, và đây là hang ổ của chúng khi liên tục tổ chức đưa quân xâm phạm biên giới Việt Nam, nhưng luôn bị đẩy lùi bởi hệ thống tiền đồn phòng thủ Lộc Ninh của trung đoàn 4 sư đoàn 5, trung đoàn 732 chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ lộ 7, đồng thời tung trinh sát điều nghiên thị trấn Sa Nu nhằm phối hợp với trung đoàn 4, sư đoàn 5 thanh toán cái gai Sa Nu để khai thông lộ 13 nối vào lộ 7 làm hành lang chiến thuật nhằm tiến công thị xã Công Pung Chàm và thị xã Krati trên mặt trận địa phía đông Campuchia. Hội nghị quân chính của tiểu đoàn kết thúc lúc 10:30 sáng. Toàn đại đội đã tập hợp
và đại đội trưởng Vinh cùng về tới, đưa theo một người và giới thiệu là thiếu úy Thọ, do trung đoàn điều về nhận chức đại đội phó đại đội 3. Về nhiệm vụ tác chiến đêm nay, đơn vị sẽ hành quân tiến về Sa Nu để phối hợp với trung đoàn 174 và trung đoàn 4 của sư đoàn 5 với ý đồ đánh dứt điểm, quyết chiếm bằng được thị trấn Sa Nu để khai thông lộ 13, chính thức bước vào chiến dịch đệm phục vụ chiến dịch phản công toàn tuyến biên giới. Về lực lượng của bọn Pol Pot là một trung đoàn của sư đoàn 603 chính quy, có tăng cường liệu pháo 105. Lực lượng địch tuy mạnh nhưng bị phân tán trên tuyến biên giới Lộc Ninh. Khi bị sư đoàn 5 và sư đoàn 303 của ta tấn công, khả năng được chi viện rất hạn chế bởi quân ta đã làm chủ lộ 7 và sư đoàn 302 của quân khu 7 đã vào thị trấn Mè Mút ngay phía sau lưng của sư đoàn 303, bởi sư đoàn 260 Pol Pot phải lo phòng thủ Karati. Nếu chi viện trên lộ 7 sẽ gặp sự ngăn trở của hai trung đoàn còn lại là 731 và 733 của sư 303 ngay tức khắc. Hướng còn lại từ Sật Tung Trang, Mondokiri xuống chi viện cho sư đoàn 603 là gần như không có, bởi lực lượng địa bàn đang lo chống đỡ với sự càn quét của sư 309 quân khu 5. Trong chiến đấu, khi có thương vong, trường hợp nhẹ thì tiếp tục được đơn vị đem theo, bị thương nặng hoặc có tử sĩ thì để lại tại chỗ, sẽ có trung đội vận tải của tiểu đoàn Chu Tất. Cơ số đạn AK là 300 viên, xạ thủ B40 là 7 trái và B41 là 5 trái. Riêng cối tép, ngoài cơ số quy định, mỗi người mang AK mang thêm 2 trái. Khi xuất phát hành quân, chuẩn bị cơm nắm cho buổi sáng. Cuối buổi họp, thiếu úy Vinh công bố quyết định của trung đoàn thăng hàm trung sĩ và bổ nhiệm trung đội phó quyền trung đội trưởng trung đội 9 cho anh Hưng, và tôi được thăng binh nhất tiểu đội trưởng tiểu đội 11. Buổi chiều, địch tập kích vào đội hình đại đội 3 của tôi bằng hỏa lực B40 và B41 tới tấp và không bắn một viên AK nào. Mấy thằng Pol Pot này chơi ăn gian, chỉ rình rình đánh trộm mấy cái ì ủng rồi chạy mất. Nghĩ lại, mấy ông tiểu đoàn chơi khôn quá trời. Tiểu đoàn bộ và đại đội 4 hỏa lực đóng bên ngoài, cho mấy thằng tôi vào ở trong phum Sere Rundo. Tưởng là được ưu ái, nhưng thật ra là phải trường cái mặt ra cho thằng Pol Pot nó đục, vì cứ nghi tụi tôi là lục thum. Cũng may là không ai bị gì, bởi lù khu có ông cụ độ mạng. Bên chén trà B52 được pha bằng bình tông nước sau buổi cơm chiều, cả tiểu đội quây quần nhắc lại những kỷ niệm về người trung đội trưởng khi còn 3 tháng ở quân trường. Tôi rít một hơi thật sâu của điếu thuốc vàm cỏ, suy nghĩ miên man cái chuyện ở đời, và đêm nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi vào trận chiến mới. Cả đại đội chỉ có thằng Dũng Huế là bạn thân thiết với tôi, đã từng là lính, và người thứ hai là anh Dũng, trung đội trưởng, lại là đảng viên. Trong căn tin của quân trường chỉ có hai người, anh Dũng đã nói với tôi: nếu đừng phân biệt, có lẽ bây giờ anh đã có cấp bậc cao hơn tôi rồi. Nhưng chuyện lịch sử thế giới phải thế. Tôi tin anh, và cuộc chiến sắp tới là cuộc chiến chống ngoại xâm, chống chủ nghĩa bành trướng. Hãy xứng đáng là người Việt Nam và lòng tin của quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cảm ơn anh đã có lời khuyên đầy cảm thông của một cấp trên và sự chân tình của những người lính đã từng quen lửa đạn. Tôi chấp nhận thực tế và sẽ cố gắng hết sức mình, tôi trả lời anh Dũng. Và cuối cùng, anh vẫn đề cử cho tôi làm tiểu đội phó khi đơn vị chuẩn bị lên đường ra mặt trận. Trong công việc, anh là người chỉ huy đúng mực, đến cán bộ đại đội cũng nể. Vì các tiểu đội trưởng mang hạ sĩ, nhưng hầu hết chưa qua chiến đấu nên rất ngán anh. Riêng tôi, anh luôn có sự thông cảm và chân tình như mọi binh sĩ khác. Nay anh không về nữa, để lại bọn tôi trên tuyến địa đầu hun hút gió sâu. Hơn 11 giờ đêm, đại đội 3 của tôi lục tục
kéo nhau ra lộ 7 tập kết trong đội hình tiểu đoàn để chuẩn bị hành quân. Lúc này những chiếc xe GMC rọi đèn sáng choang, kéo theo những khẩu pháo 105 và 155 của trung đoàn 734 vừa đến để lập trận địa pháo tại Phum Srey Rumdo. Toàn đội hình của trung đoàn 732 chúng tôi gồm 3 tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc kéo dài hơn 2 km trên lộ 7. Được lệnh xuất phát, tiểu đoàn 1 đi đầu đội hình, có một trung đội trinh sát của trung đoàn dẫn đường, đi được hơn 1 cây số trên lộ 7. Để tránh qua các bãi mìn ven đường, thì trinh sát bắt đầu cắt đường rừng về tây hơn 1 cây số, rồi trở lên hướng bắc để tiến về Sanu. Trời về đêm của buổi đầu đông se lạnh, khi sương xuống, tốc độ hành quân khá chậm bởi sự thận trọng của trinh sát trung đoàn. Đến 4 giờ sáng, tiểu đoàn 1 của chúng tôi đã mép vào vườn cao su cách Sanu hơn 4 km và đã nghe tiếng pháo nổ y đùng từ hướng tiến quân của sư đoàn 5 từ Lộc Ninh sang. Không lâu sau, đó là tiếng nổ đầu nòng của lựu pháo 105 và 155 của sư đoàn 303 từ hướng nam bắn lên dọn đường cho chúng tôi để chuẩn bị tập kích vào Sanu. Tiếng đạn pháo đi xé gió không gian, cọ sát vào không khí như những bánh xe sắt nghiến trên con đường nhựa, nghe rợn người. Rồi oanh, oanh, hàng chục tiếng pháo chạm mục tiêu. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi được lệnh vượt qua lộ 7 để vào Sanu từ hướng tây và tiểu đoàn 2 thẳng tiến theo trục lộ. Tiểu đoàn 3 chốt lại trên đường 7 làm lực lượng dự bị. Trời chưa sáng, chúng tôi vẫn còn lầm lũi hành quân trong rừng cao su theo sự dẫn đường của trinh sát trung đoàn. Khát nước vô cùng mà bình tông đã trống rỗng do chiều hôm qua lấy nấu pha trà hết rồi. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, phát hiện những cái chén đựng mủ cao su bằng đất nung có ít nước mưa. Tôi gom 4-5 chén vào một chén và giải khát. Một thứ nước mát lạnh, cổ họng tuy hơi có mùi lá mục cao su một chút nhưng không sao. Sáng ra tôi mới biết trong bình tông của tôi có cả hàng trăm con loang quang, vậy mà tôi đã chén ực ực. Tôi gom thêm vài chén đổ vào bình tông để dành một ít. Không có tiếng tiểu liên AK, nhưng tiếng nổ của đạn hỏa lực do hai bên ta và địch giao tranh ở hướng Lộc Ninh, Lộc Tấn và cả hướng bắc mỗi lúc một gần. Như vậy, xem như Sanu đã bị quân ta bao vây tứ hướng rồi. Địch sẽ mất vị trí chiến lược này, chỉ còn là vấn đề thời gian. Đi được thêm một đoạn nữa thì chợt bùng binh, hai trái B-40 địch bắn nổ ngay vào toán trinh sát dẫn đường, làm chết một người và hai chiến sĩ trinh sát bị thương. Rõ ràng là mấy bố Pol Pot đã biết sớm muộn gì bộ đội Việt Nam cũng sẽ đến thăm, nên đã bố trí công sự và lực lượng để chặn quân ta ngay ngoài đầu ngõ. Tiếp theo là cái âm thanh đầu nòng như mở nút chai do cối 82 của Pol Pot bắn nghe mồn một từ góc rừng cao su bên trái. Chúng câu pháo vào đội hình tiểu đoàn 1 của chúng tôi. Hầu hết đạn cối nổ trên ngọn cao su, chỉ có ít nổ khi chạm đất. Lệnh của đại đội chúng tôi tản đội hình hàng ngang quay mặt về hướng bắc. Bên cánh phải có cả đại đội 2 và đại đội 1 lo rồi. Chúng tôi mỗi đứa ôm một gốc cây cao su và mở hai cái đèn pha hết cỡ, nhìn về phía trước để quan sát địch. Theo sự điều động của thiếu úy Vinh, trung đội 7 lấn lên phía trước 50 m, rồi dừng lại chờ trung đội 8 và 9 theo thứ tự tiến lên. Cứ như vậy, đội hình của đại đội tôi cuốn chiếu để áp sát quân địch trong tiếng rít gió của đạn đại liên và tiếng đạn ghim vào thân cây cao su, xen kẽ là tiếng nổ hú hồn của DKZ 82mm đang vung cái lưỡi hái của tử thần về phía chúng tôi. 300 m, 250, rồi 200 m, khoảng cách giữa mặt và chúng tôi, rồi ông bạn láng giềng hắc ám Khmer Đỏ càng lúc càng gần.
Từ gốc cao su này, tôi liền nhảy qua cây kia để tiến lên. Có lúc do khoảng cách khá xa, phải lấy đà chạy rồi lộn nhào một cái như trong phim. Đang lúc nhảy, đột nhiên một tiếng nổ kinh hoàng. Ầm, một cái làm rung chuyển cả mặt đất. Tai tôi ù đi, tối tăm mặt mũi. Cây cao su bên phải cách tôi 4 mét, dính đạn DK-82, gãy ngang, kéo theo cành cây, gãy răng rắc, đổ ao xuống. Tôi sơ soạn khắp thân mình, thấy không bị gì, hú hồn. Nhưng bên trung đội 8 lại bị thương một người, cách đó hơn 20 mét, bởi mảnh của trái DK này. Lấy lại bình tĩnh, tôi ghìm súng, siết cò mấy loạt tiểu liên về phía địch, và sự nhịp nhàng từng bước dâng cao đội hình của đơn vị trong tác chiến đã có hiệu quả. Súng vẫn nổ loạn xạ với khoảng cách gần hơn 100 mét, thì Pol Pot đã bắt đầu tốc hầm bỏ chạy. Chớp thời cơ lấn tới, tiểu đoàn có lệnh xung phong. Tiếng hô xung phong vang dậy từ các hướng, làm địch mất tinh thần và tháo chạy. Chúng tôi chỉ còn việc bắn đuổi theo và chiếm lĩnh trận địa. Rút kinh nghiệm lần này, không ai nhảy xuống công sự của địch để lục soát vì sợ chúng mìn. Thông tin từ radio 2W của trung đoàn báo tin vui xuống tiểu đoàn là quân của sư đoàn 5 đã giải phóng và làm chủ thị trấn Sanu. Thông báo các đại đội của tiểu đoàn 1 chú ý bắt liên lạc với quân của trung đoàn 174. Mật khẩu hỏi là 3 phát AK, trả lời 2 phát, cộng tròn bằng 5. Ký hiệu quân của sư đoàn 5 bên vai áo vải màu đỏ. Quân của sư đoàn 303 vai áo có màu vải vàng. Khi những tia nắng vàng của buổi bình minh đủ sức xuyên qua tán cao su thì trận chiến cũng vừa tàn. Người đời có biết chiến tranh là nghiệt ngã. Quê hương sau lưng chúng tôi vừa thoát khỏi những ngày quặn đau vì bom đạn chưa được bao lâu, thì nay với lứa tuổi đôi mươi, chúng tôi lại đến miền xa này để lấy máu đào đổi lấy sự yên bình cho quê hương mình. Sau khi bắt tay với quân của trung đoàn 174, sư đoàn 5, đơn vị tôi không vào Sanu mà chờ ra lộ 7 để chuẩn bị tiến công thị trấn Chơ Long. Chiều xuống, trên lộ 7 trở nên đông đúc nơi ngã ba Sanu như là điểm hội quân để tiến lên phía Bắc. Trung đoàn 174 của sư đoàn 5, từng đoàn người hàng dài một như con rắn uốn lượn trong rừng cao su. Cắt đội hình đơn vị, tôi tiến lên phía trước. Những miếng vải đỏ tươi như màu cờ phấp phới trên vai người chiến sĩ sư đoàn 5 thật kiêu hãnh. Đột nhiên, hàng loạt tiếng AK nổ vang về suối nước ở hướng đông lộ 13. Ước chừng non một cây số rồi im bặt. Tiểu đội của tôi được lệnh cùng với trinh sát tiểu đoàn vận động xuống suối để nắm tình hình. Ba chân bốn cẳng chạy hơn nửa cây số thì một binh sĩ tên Minh lảo đảo chạy theo đường mòn, về tay không có súng. Vừa gặp chúng tôi thì khuỵu xuống, bởi anh ta bị hai viên AK găm vào mông, máu ra nhiều nhưng bị phần mềm nên còn chạy được. Mình nói đứt quãng vì mệt và hoảng sợ. Chết, chết, chết hết rồi. Ở đơn vị nào? Cái chết gì? Nói lại cho rõ. Bình tĩnh, bình tĩnh, có bọn tôi đây rồi. K-18, ở dưới suối còn 3 người, bị tụi Pốt phục kích, bắn chết hết rồi. Tôi cho thằng Hòa bọ chét và thằng Phi ở lại băng bó cho mình và đưa thương về tiểu đoàn. Còn lại chúng tôi cùng 5 trinh sát tiếp tục xuống suối. Đến nơi, chúng tôi phát hiện 3 sĩ quan của K-18 đã tử thương do đạn AK là Việt, Di, Huân, đã cùng với Minh đi lấy nước cho khẩu đội. Đi 4 người nhưng chỉ có một khẩu AK nên đã bị địch phục kích lấy mất vũ khí. K-22 vận tải tạm thời cho 3 tử sĩ vào bao ni lông rồi để lại trong vườn cao su, sẽ làm công tác chính sách sau, vì trung đoàn đã nhận được lệnh hành quân của sư đoàn vừa ban ra. Tôi theo đơn vị hành quân, mặt vẫn cố dõi nhìn lại 3 đồng đội ở trong gốc vườn cao su. Tối dần, khi màn đêm buông xuống mà không một nén nhang,
làm tôi thấy quặn lòng.